Sự thật đằng sau đám cưới của chú rể lùn 1m nặng 25kg với cô dâu Bạch Tuyết. Bởi vì ngoại hình bé nhỏ nên nhiều người cho rằng chú rể còn ít tuổi và đây là một vụ tảo hôn. Ngày 21 tháng 12, trên các trang mạng xã hội xuất hiện một đoạn video và nhiều hình ảnh ghi lại đám cưới của cặp đôi đũa lệch. Về đám cưới đũa lệch của nàng Bạch Tuyết và chú lùn ở xã Phú Gia, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh. Bởi vì ngoại hình bé nhỏ nên nhiều người cho rằng chú rể còn ít tuổi và đây là một vụ tảo hôn. Theo đó, chú rể chỉ cao 1m1 và nặng 25kg, trong khi cô dâu cao gần 1m6. Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Nhân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Gia xác nhận với phóng viên, đám cưới được ghi lại bằng những bức ảnh đăng tải trên các trang mạng xã hội nói trên, chính xác được tổ chức tại xã vào ngày 18 tháng 12. Theo đó, danh tính của chú rể được xác định là Trần Long Nhật, dân tộc Lào, trú thôn Phú Lâm, cách trung tâm xã Phú Gia khoảng 18km. Còn cô dâu là Lê Thị Bé, sinh năm 1991, trú tại xã Thạch Châu, Lộc Hà, Hà Tĩnh. Theo ông Nhân, dù có thân hình nhỏ như học sinh cấp 2, nhưng chú rể Nhật thực chất sinh năm 1989. Do bị bệnh bẩm sinh từ bé nên anh này đã không phát triển được như người bình thường. Hiện tại chú rể chỉ cao khoảng 1m, nặng hơn 20kg. Riêng cô dâu thì có thân hình bình thường, tuy nhiên lại là đối tượng bảo trợ xã hội do bị thiểu năng trí tuệ. Được biết, Nhật là con trai đầu trong gia đình có 4 anh em. Bố mẹ của chú rể Nhật là ông Trần Kim Dụ, sinh năm 1965, và bà Ngô Thị Kỳ, sinh năm 1968. Gia đình của Nhật chủ yếu làm nghề nông nên cuộc sống cũng không mấy khá giả. Sau khi học xong, Nhật đi học nghề sửa điện tử, điện thoại. Tuy nhiên, do sức khỏe không đảm bảo, nên hiện chàng trai này cưới vợ xong vẫn đang ở nhà. Hôm đám cưới cũng đông khách tham dự và vui lắm. Chú rể bị bệnh từ bé nên có thân hình nhỏ bé, sức khỏe yếu. Hiện hai vợ chồng vẫn đang ở nhà chú rể chứ chưa đi làm đâu cả, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Gia nói. Nói về cô dâu, ông Lê Văn Thông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thạch Châu, Lộc Hà, Hà Tĩnh cho biết, cô dâu bé là con gái út trong gia đình có 7 anh chị em. Do bị thiểu năng trí tuệ từ nhỏ nên bé không đi học mà chỉ ở nhà. Hiện nay hàng tháng bé vẫn đang nhận được tiền bảo trợ xã hội. Do gia đình thuộc hộ cận nghèo nên hoàn cảnh cũng khó khăn. Đám cưới này thì cô dâu và chú rể đã đủ tuổi chứ không phải sai. Chú rể học xong lớp 12 từ lâu, nhưng thân hình thì lại nhỏ bé, hoàn cảnh của hai người cũng khá khó khăn, nên mong có các nhà hảo tâm giúp đỡ, ông Thông nói. Ngoài ra, chú rể Long Nhật cũng lên tiếng cho biết, vợ chồng anh đều đủ tuổi kết hôn và đám cưới nhận được sự chúc phúc của gia đình, người thân và bạn bè. Đám cưới được tổ chức vào ngày 18 tháng 12 vừa rồi. Chúng tôi yêu nhau hơn một năm rồi mới tiến đến việc kết hôn. Không phải tảo hôn như thông tin trên mạng xã hội, anh Nhật nói. Anh Nhật cho biết, do hoàn cảnh của anh chị đặc biệt nên không muốn trao đổi nhiều. Hơn nữa, vợ chồng của anh cũng mới cưới nên muốn giữ hạnh phúc, tránh việc mọi người đưa ra bàn tán. Chú rể cho biết thêm, anh quen cô dâu qua mạng xã hội, sau đó trao đổi số điện thoại nói chuyện. Mặc dù sinh sống ở khác huyện và chưa gặp nhau lần nào, nhưng hai người cảm thấy vô cùng thân thiết. Biết chị bé là con gái út trong gia đình có 7 anh chị em, do sức khỏe yếu nên đang ở nhà. Hoàn cảnh cũng khó khăn nên anh Nhật cảm thấy đồng cảm rồi tình yêu dần nảy nở khi nào chẳng hay. Chúng tôi chỉ muốn sống bình thường như mọi người, tình yêu của vợ chồng tôi hoàn toàn trong sáng. Vì vậy tôi mong các bạn đừng bình luận ác ý, cũng xin đừng chia sẻ nữa, anh Nhật nói.